Quý vị cùng quay lại màn hình để đón xem trận đấu thứ tư, trận đấu chung kết giữa Sơn Hải gặp Phú Tiến. Điểm tối đa lên 2-0. Tài xác định Phú Tiến đánh bóng chạm lưới điểm cho Sơn Hải 1-2. Câu hai thủ quốc. Rồi kêu ấy. Vừa đi bố đấy á. Điểm cho Phú Tiến 6-3. Điểm cho Phú Tiến 6-3. Cuộc chiến không quan được, hai bên chơi rất cao ba. Rồi bom của Phú Tiến. Điểm cho Phú Tiến 7-4.
chưa có còi. Cầu vật là trong sân. Đánh lại quả bóng vừa rồi. Chú Tiến đang đánh an toàn. Và tấn công về sân. Được, sân 2, 5-7.
16 đều.
khung. Thời gian hồi ý, hai đội ra sân tiếp tục thi đấu. Tỷ số hiện nay Sơn Hải 18, Phú Kiến 16. Lần 2 ở trận đấu thứ 4.
anh em khán giả chúng ta đứng lưu ra để trọng tài cũng thể quan sát và cầu thủ cùng về bước bóng. Tôi thì cũng đã nói với em tối rồi, đề nghị khán giả chúng ta cùng hợp tác để giải đấu đi đến thành công tốt đẹp. Thời gian hội ý hết, hai đội trở lại sân thi đấu. Của Phúc Tiến đã lên hàng kênh, khó khăn chồng chất cho Xuân Hải. Phúc Tiến giành chức vô địch của giải bóng chuyền nam. Việt Nam nữ quần đảo Hồng Xuân năm 2023 của Sở Đồng Hiếu tổ chức đã thành công tốt đẹp. Cuộc Phúc Tiến đạt cúp vô địch, Xuân Hải đạt giải nhì, nữ Đông Thanh giải nhất, Đông Hồng giải nhì. Giải ba nữ gồm có nữ Sơn Hà và nữ Xuân Hải. Giải ba nam
là sóng thứ hai và ra Việt Nam là sóng thứ hai, giải nhất nhì là sóng thứ hai và giải nhất nam là sóng thứ hai. Các ban tổ chức xin được trân cảm ơn quý vị đại biểu khán giả từ tập thể lãnh đạo của các sóng đã tổ chức cho đội bóng của mình giải đấu lên đến thành công tốt đẹp. Và sau đây là về trao giải. Sau đây xin mời quý vị đại biểu